Bất động sản thiên nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay ở đây có mấy con dê này rất là đẹp đẹp này. Đó. Mấy con dê rất là đẹp. Nhưng mà chúng tôi quay phim thì không có bán dê. Dê của nhà đây người ta chăn nuôi thôi. Có con dê đực to này, dai to gớm. Dê này cũng khủng đấy Con ha. rồng kìa. Con dê này đẹp này ha. Không bán dê nhưng mà thấy dê đẹp quá này cứ quay à. Đó. Nhìn hai cái hạt kia có khủng bố nhỉ, quá khủng luôn nhưng không phải khủng nữa. Dê cụ chính xác, dê cụ. Giới thiệu với quý vị, ở chỗ này là thôn là xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở đây nó hơi gió tí này, quý vị nghe sột soạt thông cảm. Thì chúng tôi có một cái lô đất mà mặt đường vành đai đây, cái đường vành đai này nó đã làm rồi. Cái lô đất của mình bắt đầu từ cái cột mốc này kéo vào trong núi kia đi sang bên này đó. Thì cái đường vành đai này họ đã san ủi đến đây rồi nha quý vị. Cái đường vành đai này, cái lô đất này có đường vành đai này là 93 mét nha quý vị, 93 mét mặt hồ đây. 93 mét mặt hồ đây. Ở giữa cái mặt hồ này còn có một cái như một cái hòn đảo nhỏ nhỏ như là đảo rùa ngoài hồ Hoàn Kiếm ấy. Có một cái hòn đảo nhỏ nhỏ ở giữa này. Đó. Thì cái lô đất này là đường đất đây là người ta đã ủi đi xuống đây đi sang bên kia. Đó, đi sang bên này. Đó, bên kia cũng có một quả đồi đấy mà có bán thì cũng tuyệt vời đó. Là có mặt đường vành đai ven hồ nha quý vị. Đó. Cái chỗ quả đồi này mà mua được cái quả đồi này cũng đẹp nào. Thì ở đây ấy là phía đằng sau tôi, tí nữa tôi sẽ đi ra cho quý vị xem ô tô đỗ đường nhựa luôn. Tức là cái đường nhựa đấy sẽ thông với cái đường vành đai này. Đường nhựa đấy sẽ thông cái đường vành đai này. Thì cái đường vành đai này họ đang xà lấp thế này, sau này họ sẽ trải đá cấp phối rồi bề mặt rồi ta nui rồi các thứ. Có một số cống nước, nghe nói là có 6 cái cầu trên cái đường vành đai này. Đường vành đai này dài 19 km, dài hơn 19 km, đã được phê duyệt, được cấp ngân sách rồi, đang thi công rồi. Đã, và có nhà thầu thi công rồi, có cả nhà thầu tư vấn, gọi là nhà tư vấn giám sát rồi. Thì cái lô đất của mình nằm ở mé bên tay phải màn hình của quý vị, mé tay phải màn hình quý vị trên này, lên trên đồi luôn. Đến vị trí này nha quý vị, đến mấy cái cột bê tông này. Đó. Thì thực ra là cái lô đất này ngày trước chúng tôi đã có quay video nhưng mà hồi đấy là nó là ba lô riêng lẻ, bây giờ chủ hợp hết lại thành một lô. Nha. Cái bắt đầu vành đai bắt đầu cái lô đất thì từ chỗ này đi lên trên kia. Đó, tức là lên dốc luôn nha. Ở trên cao thì view hồ càng đẹp luôn. Lô đất này có diện tích là 1 hec 05. 1 hec 05 tổng 3 thửa lại là 1 hec 05. Diện tích sử dụng thực tế thì khoảng hec 1, tức là có dư ra một ít những cái phần mà đất người ta đo nó không có hết. Có dư một chút. Thì chủ cũng mua đầu tư và nếu được giá thì chủ sẽ bán, và giá chủ đưa ra là 750 triệu một sào, nguyên một quả đồi luôn. Đi từ trên này lên trên này lên trên kia. Đó, có cắm cọc cọc bê tông rào lưới kẽ, rào rào dây kẽm gai tít lên trên này vẫn thấy cái mấy cái cọc này, cánh trắng này đó là cái cọc của lô đất của mình nha quý vị. Đằng sau đấy là một cái rừng 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 chắc cao su hoặc là rừng bạch đàn gì đó, thì là của lô đất của khác người khác nha quý vị, của mình chỉ đến đấy thôi đó. Thì lô đất này rất là cao, chỗ này có cuốc một cái chỗ đoạn bằng bằng này có thể làm nhà được này. Và làm nhà ở đây thì view hồ luôn này view hồ đó. Thì bây giờ là đường này là ô tô off-road, ô tô như quý vị vẫn hay, một số người vẫn hay đi vào ô tô bán tải hai cầu vào thoải mái, xe Ford Everest hai cầu vào thoải mái. Tuy nhiên những cái xe khác thì lên chờ nhà nước đổ đường đá xong thì hãng vào nha, những cái xa lầy này phải thuê máy cày kéo ra. Thì thông tin lô đất là như vậy, view mặt hồ thì đẹp, dân cư thì ở gần đây. Nè, bây giờ tôi sẽ đi bộ ra cho quý vị xem cái mặt đường nhựa. Thì quý vị nào mà muốn đầu tư cái đất ven hồ, thì ven hồ sông Dây và cái đường vành đai này đang làm này, thì là cứ bây giờ cũng là hơi hơi chậm và hơi muộn rồi, bởi vì là những lô rẻ là bán hết rồi. Chúng tôi cũng giao dịch được vài lô cái giá tầm 320 350. Sau đó thì
những cái lô đấy thì cái vị trí nó cũng không được cao đẹp như thế này, mặt hồ nhìn không được mênh mông như thế này. Giá đấy là bây giờ hết rồi, còn một lô cuối cùng ngày hôm qua cũng bị chốt mất là giá hơn 400 rồi, 400 hay 420 thì đó, nghe nói vậy. Còn các cái lô khác thì bây giờ có lô 550, có lô 700, có lô thì chủ vào 1 tỷ. Thì vừa nãy cũng có một lô thì hơn 3 sào 1 tỷ 9, 3 sào 9, mà gọi là 4 sào. Thế thì là 3, 4 sào mà giá 1 tỷ 9 thì tương đương khoảng 500 triệu sào chưa đến. Thì còn lô đấy là giá là còn còn tốt và còn nhỏ, view hồ nhưng không có mặt đường vành đai. Thì lô đất của mình đến phía kia thôi nha quý vị. Còn đâu là đây lại là phía đất của khác. Ở đây có nhà dân ở này. Đấy, cái đường vành đai sau khi làm qua đây thì chỗ này sẽ phải có một cái cầu này. Vì phía bên kia là chỗ kia là có một cái suối chảy ra này, đó. Suối chảy ra thì phải có cái ống nước thông chứ không là nó sẽ phá đường hỏng hết. Thế chỗ này sẽ phải bắc một cái cầu qua đó. Thì trên cái đường vành đai này có tổng cộng là 6 cái cầu. 6 cái cầu. Thì ở đây là tôi đang đi ra ngoài đường nhựa để cho quý vị xem là từ cái đường vành đai cái chỗ lô đất của mình đang hiện hữu ra đến đường nhựa bao xa. Thì như chúng tôi bước thì dự kiến là chắc khoảng 150 đến 200 mét. 150 đến 200 mét. Hiện trạng thì đường còn đang xấu, đang còn đường đất. Nhưng mà mấy bữa nữa hoàn thành đường vành đai là sẽ kết nối với cái đường này thôi. Ô tô đậu kia là đường nhựa mất rồi, là đường nhựa rồi. Đây nhé quý vị, đường nhựa đây nhé quý vị. Đó, cũng rất là gần thôi. Đường nhựa hiện hữu đến gần đất rồi. Đường vành đai hoàn thiện xong là đường nhựa này kết nối vào luôn. Đó, thì quý vị nào mà quan tâm một lô đất nghỉ dưỡng đẹp, view cực đẹp luôn, thì alo cho chúng tôi. Quý vị cần tư vấn thêm hoặc cần tìm các sản phẩm khác thì có thể để lại số điện thoại hoặc cứ gọi điện, chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí. Thì quý vị nào mà quan tâm đến thị trường bất động sản nói chung và ở Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng thì có thể đăng ký, bấm đăng ký kênh, bấm rung chuông thì sẽ nhận được rất là nhiều video hàng ngày chúng tôi cập nhật lên. Đó, thì Bất Động Sản Thiện Nhân này cũng trân trọng cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong rất nhiều thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.